Kính mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết tối ngày 1 tháng 3. Thời tiết Quảng Ngãi hôm nay tiếp tục có nắng đẹp từ trưa về chiều, se lạnh vào sáng sớm. Mức nhiệt hôm nay dao động ở mức từ 19 đến 29 độ C. Còn thời tiết ngày mai, 2 tháng 3, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mới với cường độ yếu, khu vực Quảng Ngãi sẽ xuất hiện trở lại những cơn mưa rào nhẹ, trời có lúc hửng nắng. Nhiệt độ vì thế cũng giảm nhẹ so với hôm nay và dao động ở mức từ 19 đến 27 độ C. Sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, ngày hứng nắng. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào nhẹ. Thị xã Đức Phổ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ, mưa nhẹ, hứng nắng. Thị trấn Ba Tơ, ngày có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng gián đoạn. Huyện Lý Sơn, nhiều mây, có nắng. Chuyển sang thông tin thời tiết trên biển, đêm nay và ngày mai có thêm đợt không khí lạnh mới bổ sung ở phía Bắc Biển Đông. Gió sẽ chuyển lại hướng Đông Bắc với cường độ mạnh ở mức cấp 5. Với mức gió như vậy, độ cao sóng trên khu vực Bắc Biển Đông sẽ tăng lại mức trên 2 mét, khiến biển động nhẹ. Dự báo tình trạng biển động nhẹ trên khu vực này chỉ duy trì đến ngày 3 tháng 3 rồi giảm dần. Còn tại khu vực giữa và Nam Biển Đông, sang ngày mai khi có thêm tác động của đợt không khí lạnh mới, gió cũng sẽ tăng lên mức cấp 5. Sóng biển cao trên 2 mét và cũng xảy ra tình trạng biển động nhẹ. Mưa rào xuất hiện, có dông vào chiều và tối khiến tầm nhìn xa giảm thấp dưới 10 mét. Nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật ở mức cao. Bà con ngư dân cần chú ý theo dõi. Cập nhật thông tin thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ đêm ngày 1 đến ngày 7 tháng 3, phía Bắc khu vực Duyên Hải miền Trung có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Riêng từ đêm ngày 1 đến ngày 3 tháng 3, khu vực có mưa rải rác. Phía Nam khu vực chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc khu vực đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3, phía Bắc khu vực có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Riêng từ ngày 9 tháng 3, khu vực có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội trưa hửng nắng nhẹ, trời ấm với mức nhiệt duy trì từ 16 đến 22 độ C. Thừa Thiên Huế trời lạnh, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C. Đà Nẵng có mây, không mưa, ấm hơn, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C. Lâm Đồng trời đẹp, có nắng gián đoạn, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, ngày nắng gắt, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ C. Nhằm chào đón năm mới 2022, mang niềm vui đến cho khách hàng sau một năm đầy khó khăn thử thách khi đối mặt với đại dịch COVID-19. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam triển khai chương trình Xuân Như Ý với vô vàn quà tặng và ưu đãi ngập tràn dành cho tất cả các khách hàng thực hiện giao dịch tại BIDV trong thời gian từ ngày 22 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2022. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến trên 1 tỷ đồng như sau. Một giải nhất, xe ô tô Toyota Vios 1.5e trị giá 500 triệu đồng. 10 giải nhì, mỗi giải là một Smart TV 43 inch trị giá 10 triệu đồng. 20 giải ba, mỗi giải là 5 triệu đồng tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng, cùng hàng ngàn giải thưởng tiền mặt hấp dẫn khác. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ BIDV Quảng Ngãi, số 56 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi. Điện thoại 0255 3174 868, máy lẻ 741 743 hoặc các điểm giao dịch của BIDV Quảng Ngãi.